Câu chuyện lỗi của ai? Cừu và hươu cùng rủ nhau ra bờ suối chơi. Đến đây hai bạn gặp khỉ. Cả ba người bạn cùng rủ nhau chơi trò ném đá xuống suối, xem ai ném xa nhất. Khỉ ném được một đoạn. Cừu ném xa hơn khỉ một chút. Hươu là bạn ném xa nhất. Hươu hào hứng nói: "Yeah, tớ là người chiến thắng, tớ ném xa nhất." Khỉ tỏ vẻ buồn bực. Nó lên tiếng: "Cậu chỉ là ăn may thôi. Tớ đây chưa dùng hết sức đấy." Cừu ôn tồn bảo với khỉ: "Chúng mình cùng chơi với nhau là vui rồi. Khỉ ơi, cậu có thể cố gắng hơn ở lần ném tiếp theo mà." Lần này, cừu nhanh nhẹn chọn giúp cho khỉ một hòn đá tròn tròn, vừa với tay của khỉ. Hươu bảo khỉ: "Khỉ ơi, lát nữa trước khi ném, cậu chạy lấy đà ba bước thử xem, biết đâu hòn đá sẽ bay được xa hơn thì sao?" Ở lượt chơi này, sau khi hươu ném xong thì đến lượt khỉ ném. Nó tập trung ngắm hướng, lấy đà và vung tay ném thật mạnh. Vèo! Hòn đá nhỏ rơi khỏi tay khỉ bay lên cao, nhưng không rơi xuống suối mà lại chệch hướng bay vòng qua tán cây. Bỗng, ba bạn nghe thấy tiếng ui da rất to. Thì ra, hòn đá nhỏ đã rơi trúng bác gấu đang ngồi câu cá bên vùng nước rộng phía sau tán cây. Bác gấu vừa xoa xoa đầu của mình, vừa đi đến chỗ ba bạn nhỏ. Bác hỏi: "Ai đã ném hòn đá trúng đầu của bác vậy?" Khỉ con ấp úng: "Dạ, là cháu ạ. Nhưng bạn cừu đưa cho cháu hòn đá ấy, và bạn hươu thì chỉ cho cháu ném." Cừu vội giải thích: "Tớ chỉ tìm cho cậu hòn đá nhỏ gọn để cậu ném xa được dễ dàng hơn thôi mà." Nghe đến đây, bác gấu đã hiểu. Bác nói với khỉ: "Hai bạn cừu và hươu là có ý tốt muốn giúp cháu khỉ để cháu ném được xa hơn. Nhưng không may, cháu ném bị lệch hướng và trúng vào bác. Có thể xem đây là sự cố ngoài ý muốn. Vậy nên cháu cứ mạnh dạn nhận là mình ném. Bác hiểu và thông cảm cho hành động không có cố ý của cháu mà." Bác gấu nói xong, khỉ con cũng hiểu ra. Nó xin lỗi bác gấu và hai bạn cừu, hươu. "Dạ, cháu xin lỗi bác gấu ạ. Mình xin lỗi các cậu nha." Trước khi rời đi, bác gấu dặn ba bạn chơi cẩn thận, nhớ để ý đến xung quanh và về nhà đúng giờ.